chia sẻ với chị My, với Lan Hương, bản chất của cái thời kỳ tiền vận kinh đó là sự sụt giảm nội tiết tố nữ, mà ở đây cụ thể nhất chính là estrogen. Thì estrogen mọi người nghĩ là nội tiết tố nữ thì chỉ liên quan đến buồng trứng thôi, hay là chức năng của cơ quan sinh dục, nhưng không hẳn. Nội tiết tố nữ nó là cái chuyển hóa đi vào toàn cơ thể mình, chạy vào trong máu, và nó sẽ biến động từ từ não cho đến dưới chân này, do đó sẽ biểu hiện những cái ví dụ như đến cơn bốc hỏa như chị Trà My vừa hỏi. Thứ hai là những cái việc mà mình hay lo lắng, đôi khi mình có những cái cơn gọi là tức giận bùng lên. Đúng rồi. Mặc dù việc thì rõ ràng mình thấy là một con người khác. Chồng thường hay vỗ vai bảo sao dạo này em hay cáu thế, trước đây em có thế đâu, việc nó không có gì quá cả mà mình cáu lên. Thế còn biểu hiện tiếp theo đó là sự khô. Khô nhưng mà khô của toàn thân. Sẽ biểu hiện từ gì? Khô tóc, mắt cũng khô, niêm mạc miệng cũng khô. Và đặc biệt rõ nhất ở chị em phụ nữ đó là gì? Là cái hiện tượng khô của toàn bộ cơ quan sinh dục và khô âm đạo, dẫn đến nhiều chị em còn không giao hợp được nữa, bởi vì âm đạo lúc đó khô, nó teo lại và nó mỏng lại, và khi giao hợp sẽ gây ra đau giác cái dữ dội ở chị em. Vâng, thì không biết là về vấn đề này thì chị My đã có cái chia sẻ gì không, hoặc là chị có thấy bạn bè của mình cũng gặp tình trạng tương tự không ạ? Bởi vì nhiều ông chồng là đến cái thời điểm là vợ là khoảng tầm tiền mãn kinh là rất là khó chịu. Cái đấy thì nhiều chị em phụ nữ chia sẻ với mình lắm, mình như kiểu cái hộp thư ấy. tức là các bạn mình rất là nhiều chia sẻ, có những người mà sợ sinh hoạt tình dục, tức là đến cái tầm tuổi đó rồi, tầm tuổi tiền mãn kinh ấy, mà các bạn ấy nói rằng là ôi trời ơi, tôi rất sợ khi buổi tối đến, mà rất sợ mỗi một lần ông chồng ông đặt vấn đề, sợ lắm luôn. Còn có những người có những cái câu chuyện rất là hài hước như thế này, đi ngủ thì mỗi người một giường, con cái thì lấy lý do là cho con sang bên này ngủ, là còn dạy nó học. Thì cô này cô ấy bảo em nằm mắt em tí hí nhưng em thấy anh bóng dáng anh ấy xuất hiện, mà em tí hí, em chỉ sợ anh ấy lần mò vào anh ấy đòi hỏi thì em chết mất đấy. Còn sợ đến mức độ như thế cơ mà. Nhưng mà thực ra đến cái tầm tuổi như My này thì như bác sĩ vừa chia sẻ đấy, thì nó có những cái biểu hiện như thế. Nhưng ngoài ra My còn có những cái cơn thế này, tức là hồi hộp, tim đập rất là nhanh. Với My mới đến khám bác sĩ huyết áp. Thế thì mình có nói với các bác sĩ là nói thế này: tại sao là tim của chị đập nó rất nhanh, nó hồi hộp giống như kiểu đang yêu một ai đó, nhưng mà thực ra không phải là như thế. Nó hồi hộp mà nó đập nhanh, mà nó cái kiểu gì cơ mình khó tả lắm. Mình cảm giác là lúc bây giờ cái người, con người của mình ấy, cái chất lượng cuộc sống của mình nó giảm một cách thậm tệ luôn đó. Rất là sợ, rất là lo sợ cái việc đó như thế. Thì những cái biểu hiện như thế thì có cái cách nào để cải thiện được không thưa bác sĩ? Em giải thích lại với chị My, với Lan Hương. Đầu tiên đó, cái nội tiết tố nữ của mình hiện nay các tác giả đều đồng thuận, đó là estrogen có vai trò bảo vệ lên hệ thống tim mạch của người phụ nữ. Tại sao chị em phụ nữ quanh quẩn tuổi 40 đến 50 rất ít gặp đột quỵ, mà anh em quanh quẩn tuổi 35 đến 50 gặp đột quỵ nhiều hơn? Vì chị em có một cái nồng độ nội tiết tố estrogen buồng trứng hàng tháng tiết ra bảo vệ. Tuy nhiên khi nồng độ estrogen tụt giảm xuống thì dẫn đến là các cái bệnh lý tim mạch bắt đầu xuất hiện. Và sau đó khi đến những năm 60-70 thì tỷ lệ đột quỵ của nam giới và nữ giới là như nhau. Do đó là người ta gọi là những cái năm tháng mãn kinh là chị em mất yếu tố bảo vệ là estrogen. Thực ra chúng ta có hai lựa chọn. Nếu mà lý tưởng chúng ta hiểu được nguyên nhân là do giảm nội tiết tố thì chúng ta điều trị, chúng ta bổ sung nội tiết tố hợp lý thì sẽ giúp được cải thiện được về cái gốc của các triệu chứng như vậy. Tuy nhiên tôi nhấn mạnh lại, nội tiết tố nó như một con dao rất sắc, đó là nếu chúng ta dùng đúng, dùng đủ liều vừa đủ thì đem lại hiệu quả cực kỳ tốt. Nhưng nếu chúng ta dùng những cái liều lượng nó cao, hoặc nó thừa mất, hoặc nó quá liều thì nó có sẽ đem lại những cái nguy cơ nguy hiểm nhất định. Do đó là chị em dùng nội tiết tố phải rất thận trọng.